đây đi xích qua đây, xích qua đây. Đó, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đi. Đi xuống đây. Đi. Đây, mẹ lên mẹ đỡ rồi, yên tâm, không sao cả, đi. Tập trưởng thành như chứ. Tập trưởng thành dần đi chứ. Mẹ thì già, con thì còn quá nhỏ, các con phải tự lập chứ. Tập xuống cầu thang. Tay mẹ cháu giữ rồi. Đi. Đi. Đi ra kia chơi à. Béo mới để con bò ở đây. Heo ngồi xuống, heo. Ngồi xuống, mẹ lấy đồ chơi cho. Hả? Chị à, cho nó ra đây này, cho đồ chơi này. Chị bé qua đây. Đây, đồ chơi rồi, đó. Bò ở đây, bò ơi. Nhà này người ta lau bằng tay nó sạch á. Nhà này lau bằng tay nên sạch á, cho nó ngồi đất thoải mái. Lau bằng tay á. Sáng bà kia bà bảo bà chị gái của chị á. Em gái. À em gái của chị bảo cho em tiền mua gối, em bảo em không lấy đâu. Chị đến đây chị làm giúp em được rồi. Được hả? Cho em tiền mua gối. Mua gối đằng thay á hả? Mua gối đã gối để thay gối nữa. Em bảo em không lấy đâu. Nhưng mà đừng nói nha, mất công bà bảo mình nhiều chuyện. Đến em gái hả? Em gái. Bà bảo là bà làm sạch lắm. Đúng phải nhắc nhở bà. Bà tích cực kìa hả? Tại bà làm gì làm hả? Nó nuôi người ta bệnh tháng 10 triệu. Bà bảo là bà đến đây bà làm chủ. Bà thương các cháu bà đến thôi. Với lại bà thương bà Hương bà đến bà làm thôi. Đúng rồi. Chứ còn tiền bạc không quan trọng. Hôm nay bà cho em tiền mua gối cho bọn trẻ con. Em bảo em không lấy. Giữ đi, em có tiền mà. Bà thấy chắc không có gối. Có gối. Có gối nhưng mà nó có gì nhỏ con gái nó qua bên nước ngoài làm thì chắc nó gửi tiền gì nó. Nó gửi tiền gì cho mẹ nó. À ừ, đúng rồi, bà mà là tiền con gái nó cho. Gái nó cho là tiền thưởng mà. À thế. À. Này con. Con gái bên nước ngoài hả? À? Gái nó đang đi hợp tác ở nước ngoài đó. Đi hợp tác à? Ừ. Hồi xưa chị có tiền lắm thì bảo bọc mẹ con nó luôn. Chị nói mà, chị bảo là ngày xưa. Dạ. Có gì? Đây là tôi quên, bà đóng cho tôi với. Tôi quên á. Quên mẹ ai mở đâu. Hồi xưa chị bảo bọc luôn, nó thấy nó thiện chị. Chị thương người mà đằng ngạc chị biết rồi. Bà nói là ngày xưa chị giàu có lắm. Từ khi mà chồng chị chết là chị khổ. Là chị đi làm như này là chị cũng nhiều người nói sự nghiệp bà ấy. Bà đi làm này làm từ thiện chứ đâu phải làm lấy lương đâu mà. Bà làm từ thiện chứ có lấy lương đâu mà. Đó. Làm từ thiện nuôi các cháu rồi. Giờ già mình đi làm từ thiện tích cực chứ. Em làm từ thiện cả đời đấy. Ai nói gì cả bố. Ai nói gì vô. Đấy, cắn nhau này. Nè, chúng nó cắn. Nó ai cắn vậy? Ai cắn vậy? Chúng nó cắn nhau ấy. À, hôm nay chị thấy như vậy á. Nó cắn nhau ấy. Ngoài, thằng này vì cắn này. Bé chị nó bằng. Nó bỏ lỡ.